Xin chào các bạn, mình là thầy Nguyễn Tuấn Cường, là người sáng lập và điều hành Học viện Phong thủy Minh Việt. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây để bàn bạc một vấn đề cũng như là dự đoán một vấn đề. Nó nằm ở tương lai, nằm ở vận trình sắp tới của chúng ta. Đó là nước Mỹ có thể có nữ tổng thống đầu tiên hay không? Và chuyện gì sẽ xảy ra với nước Mỹ trong vận trình sắp tới? Nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy được rằng nước Mỹ nằm ở vị trí đó là hướng Tây Bắc của quả địa cầu, mà hướng Tây Bắc là cung càn. Do đó, nước Mỹ thuộc cung càn trong phong thủy. Ngoài ra, nếu như các bạn nghiên cứu sâu thêm, các bạn sẽ thấy rằng là long mạch của nước Mỹ cũng nằm ở hướng Tây Bắc của nước Mỹ, tức là long mạch của nước Mỹ cũng nằm ở cung càn. Mà cung càn là đại diện cho ngũ hành là kim. Tuy nhiên, vận chính của chúng ta đó là vận ly. Ly ngũ hành là hỏa. Ngũ hành hỏa sẽ khắc kim rất là mạnh. Điều này đầu tiên là dự báo trong vận trình sắp tới, tức là từ năm 2024 đến năm 2043, nước Mỹ sẽ có nhiều biến động và sẽ đối mặt với nhiều vấn đề thách thức trong vận trình này, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế mà còn liên quan đến vấn đề về xã hội, chính trị và thậm chí là tôn giáo. Cụ thể, sự ổn định về mặt kinh tế của nước Mỹ có thể bị ảnh hưởng dẫn đến những bất ổn về tài chính và xã hội. Các vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ, tranh chấp tôn giáo và những xung đột xã hội cũng có thể gia tăng. Trong giai đoạn này, chính sách của kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn, làm giảm sự cạnh tranh và khả năng ảnh hưởng của nước Mỹ lên toàn thế giới bị giảm sút. Về mặt chính trị, vị thế dẫn đầu thế giới của nước Mỹ vốn đã được duy trì trong nhiều thập kỷ vừa qua có thể bị lung lay. Nước Mỹ sẽ đối mặt với rất là nhiều sự cạnh tranh mạnh mẽ của những nước khác, đặc biệt đó là Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia đang lên với sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu cũng như là dân số đông, có thể đe dọa và thậm chí giành lại vị trí dẫn đầu của nước Mỹ ở vận chính này. Đây là một thách thức rất lớn đối với nước Mỹ khi thế giới đang dần chuyển dịch cán cân quyền lực từ phương Tây sang phương Đông, và Trung Quốc là ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí dẫn đầu, ít ra cũng sẽ tranh giành với nước Mỹ trong nhiều vấn đề để giành vị trí dẫn đầu. Bên cạnh đó, đương nhiên chúng ta cũng không thể bỏ qua là nước Nga cũng như là Ấn Độ cũng là những thế lực đang lên. Ngoài ra, quẻ ly trong phong thủy nó là tượng của người nữ giới, là tượng của sự cải cách, tượng của sự đổi mới. Vì vậy, một trong những vấn đề lớn nhất trong vận chính này đối với trên toàn thế giới đó là nữ quyền lên ngôi. Sẽ có những cuộc cách mạng, sẽ có những cái vấn đề liên quan đến nữ quyền sẽ được đấu tranh mạnh mẽ và được nổi bật cũng như là được lên ngôi. Vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của những người nữ trong vận chính này sẽ được nâng cao hơn hẳn so với những năm trước. Và đặc biệt, vai trò của nữ giới trong cuộc sống sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như là trong công ty là vai trò của nữ giới sẽ nhiều hơn, sẽ gánh vác những trọng trách, những vị trí cốt cán trong công ty. Và đối với tầm vóc quốc gia cũng vậy, nữ giới sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền của các quốc gia. Thậm chí nữ giới có thể đứng đầu, ví dụ như làm tổng thống hay làm thủ tướng của các nước, vân vân. Nếu như chúng ta để ý thì thời gian vừa qua, đất nước Thái Lan đã có nữ thủ tướng đầu tiên, cũng như một số quốc gia khác đã có những nữ nguyên thủ quốc gia. Thì sắp tới đây, theo dự đoán của thầy về mặt phong thủy trong vận chính này, nước Mỹ cũng sẽ có nữ tổng thống đầu tiên. Và biết đâu đó, ngay trong kỳ bầu cử sắp tới đây, nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống đầu tiên. Không biết các bạn tiếp tục ủng hộ Trump hay là các bạn sẽ cho rằng có một sự đổi mới về vị trí của Tổng thống Mỹ. Các bạn hãy cho thầy biết những ý kiến của các bạn về kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới nhé. Có phải rằng trong vận chính này, nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống đầu tiên hay không? Theo các bạn, kết quả cuộc bầu cử sắp tới như thế nào?